Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ quay cho anh chị và các bạn tham khảo một con bò đực kem 6 tháng tuổi. Mẹ nó là mẹ Xin đứng kế bên đó. Thì bò này là kem vàng nha anh chị. Sừng thì là sừng trội nè, sái đầu nè, đây là sái lưng. Lưng con này lưng đôi anh chị, dai hở một gang tay hở. Cái dàn lưng của nó, bò này là cám là rất là ít nha cô chú anh chị, chủ yếu là cỏ sữa mẹ thôi. Khoảng cái dàn chân của nó, xương cối, chân voi, xương cối nè, hết thân. Nhìn cái chân của nó với cái chân của mẹ nó nè, chân nó bự hơn chân của mẹ nó luôn. Đây là cái dàn mông đùi. Dàn chân sau hết biết luôn. Móng sò cùm đứng thẳng nha. Rúng yếm hoàn thiện, cái dàn yếm cũng tốt bò. Mẹ nó sáu tháng luôn, đúng mai nữa là 6 tháng. Bữa nay ngày 5, bữa đẻ ngày 6, chắc giờ cũng được chắc 200 ký hơi. Nó rất là hiền. So sánh với con kem với con ba bê ấy, thì mình thấy là nên mình, nếu mà nuôi mà để nuôi gỗ béo thì mình nên nuôi kem. Tánh nó hiền đầm. Còn ba bê thì khỉ đụng mà có mốt nuôi lớn rất là dữ, mình không có chuồng trại kỹ là nuôi nó không lợi, nó hay đụng lắm. Đây nè, mình có một con bo bê 4 tháng mà nó đụng cho nó tối ngày. Còn con kem này hiền khô dễ chịu, nuôi lớn rồi bự cỡ 600-700 ký nó cũng hiền bình thường, cũng không có đụng biết gì mình hết, rất là dễ nuôi. Còn cái dòng thứ ba bê nuôi mà cỡ lên 400-500 ký rồi thôi phải xỏ giàm đứng chuồng chứ đâu có dắt ra dắt vô gì được, đụng chịu không nổi luôn. Đây nè, mình đang quay phim nè, đây là con đực 4 tháng tuổi nè, ba bê nè, mà nó đụng mình thôi nãy giờ mình quánh nó quá trời lì, nó sẽ đít ủi lì hết biết luôn. Ba bê á, ba bê đực luôn, ba bê đực. Thì trong ba bê này thì cái dàn thùng có, nhưng mà cái dàn độ cao nó thấp, nó 4 tháng, con này đúng 4 tháng luôn. Ủi tối ngày ghét. Kem rất là hiền, dễ nuôi. Mình cái đợt sau mình bỏ giống, chắc mình bỏ bò kem hết. Bò bê quậy quá chịu không nổi. Cũng là lưu ý cho cô chú và anh chị chăn nuôi,
Nếu mà mình xác định là nuôi mà để mà nuôi dọ, nuôi lớn luôn thì mình nên thụ là bọ kem. Nó hiền. Tánh nó thì đầm tánh. Còn ba bê thì tánh nó khỉ hay đụng. Thôi mình xin kết thúc video đây. Cảm ơn cô chú và anh chị. Nếu thấy video chia sẻ hay có ích thì cô chú và anh chị cho xin một like và một đăng ký để ủng hộ kênh Trại Bò Giống Đức Hòa. Em xin cảm ơn.